nhận định, soi kèo, trực tiếp bóng đá Brazil với Argentina lúc 7 giờ 30 ngày 3 tháng 7 ở bán kết Copa America. Chúng ta đã xác định được cặp đấu đầu tiên của bán kết Copa America lần này là đội tuyển Brazil với Argentina. Tuy nhiên, cả hai đội đều đang không có được phong độ tốt nhất khi màn thể hiện của họ là không hoàn toàn thuyết phục. Liệu Messi có thể cùng các đồng đội tiến vào chung kết như cách đây 4 năm hay đội tuyển Brazil sẽ trở lại với chuỗi ngày thống trị của mình? Đội hình ra sân, thông tin trước trận đấu, link trực tiếp ở phần mô tả video. Nhận định chung theo thống kê về số bàn thắng ở 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, có tới 4 trận kết thúc dưới 2 bàn thắng và chỉ có một kết quả hòa xuất hiện. Có thể thấy được yếu tố chuyên môn ở mức quá cao của hai đội khiến những kết quả tỏ ra hết sức chặt chẽ. Và với tính chất của trận bán kết Copa America, sự thận trọng càng có lý do gia tăng. Tổng bàn thắng ở mức 2 hòa được coi là hợp lý, thậm chí vẫn là cao ở nhiều góc độ khác nhau. Nói vậy bởi ngoài hàng công xuất sắc mà hai đội đang sở hữu, hàng thủ của họ cũng được đánh giá cao không kém. Brazil vẫn chưa để lọt lưới bàn nào kể từ đầu mùa với sự xuất hiện của Alisson trong khung gỗ cùng cặp đôi Thiago Silva và Mark Greenwood. Ở bên kia chiến tuyến, Argentina bị đánh giá thấp hơn một chút song họ lại có được cả hai chiến thắng gần nhất với cách biệt 2 bàn. Điều đáng chú ý chính là việc Messi không còn được quan trọng hóa trong lối chơi của đội bóng Tango khiến họ trở nên hết sức đáng sợ. Đánh giá cuối cùng, cả hai đều tỏ ra ấn tượng và thật khó bị đánh bại. Những kết quả hòa không bàn thắng đã xuất hiện khá nhiều ở loạt trận tứ kết và nhiều khả năng sẽ tiếp diễn ở trận đấu này. Brazil đã bất lực trước Paraguay, dù chơi hơn người thì việc ghi bàn vào lưới Argentina xem chừng không dễ. Dự đoán, Brazil 0-0 Argentina trong 90 phút.